giống miền Nam tinh bò giống chất lượng số 1 Việt Nam. Với đội ngũ bác sĩ thú y đã hành nghề có kinh nghiệm hơn 31 năm, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chú bò giống 3B siêu khổng lồ của Vương quốc Bỉ. Oasis de la Ferme de Crua, sinh ngày 1 tháng 9 năm 2019, có số hiệu BI26438187. Khi 21 tháng tuổi, Oasis đạt chiều cao 135cm và cân nặng 791kg, cơ thể Oasis dài 149cm. Chú bò 3B Oasis sinh ra với màu đen pha thêm trắng, cùng các khối cơ bắp bao bọc khắp cơ thể, đặc biệt là vùng mông, làm cho chú có ngoại hình thật là tuyệt vời. Khi đạt 2 năm tuổi, Oasis nặng 911kg và cao 137cm và dài tới 158cm, với các chỉ số trên chứng tỏ Oasis có khả năng tăng trưởng rất nhanh. Với thân hình đẫy đà làm si mê biết bao nhiêu cô bò này, tôi tin đây sẽ là một ông bố bò với những đứa con sẽ được sinh ra với ngoại hình to lớn và phát triển nhanh. Thật là chú bò hoàn hảo. Hôm nay giống miền Nam đã mang những liều tinh bò đông lạnh chất lượng nhất của Oasis về Việt Nam. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được sở hữu những liều tinh chất lượng nhất Việt Nam. Xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng chú bò này nhé. Bấm like và chia sẻ. Giống miền Nam trân trọng cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.